always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty đưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc, lòng vui lắm em biết không em. Hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm
giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống, và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Thưa toàn thể quý hội hôn kính mến, đúng là xưa kia thì tiếp khách bằng trầu, ngày nay gia đình chúng tôi xin được đón mời quý vị bằng trà tàu thuốc thơm, thuốc thơm quyện với hương trà. Xin mời quý vị trong nhà ngoài sân cùng chung giờ phút ái ân, chúc cho hạnh phúc nửa đôi vuông tròn, chúc cho dây náo bách niên và chúc cho hai bạn được đời đời bên nhau. Sự hiện diện của quý vị anh chị và các bạn là một niềm vinh dự, là một sự thành công của buổi hôn lễ hôm nay. Cho phép ban tổ chức thay lời cho gia đình nhà gái xin được cúi đầu cảm ơn sự hiện của quý vị, và xin quý vị cho một tràng pháo tay rất là nhiệt dành cho gia đình quý thể quý dâu. Vâng, xin được cảm ơn quý vị anh chị cùng các bạn. Và kính thưa quý vị, đúng là trong ngày vui mừng phúc hôm nay thì không thể thiếu được những lời ca tiếng hát để chúc phúc cho chú rể cô dâu, cũng như cho chúc phúc cho tất cả các quý vị anh chị và các bạn có mặt trong buổi lễ hôm nay với bài hát được mang tên Em đẹp như bông hồng. Xin được trân trọng kính mời đến tất cả các quý vị anh chị và các bạn, chúng ta sẽ mời nước và bài hát Em đẹp như bông hồng của anh em ban tổ chức chúng tôi sẽ đi được đi vào cho chương trình văn nghệ trong buổi trưa hôm nay. Yeah.
Kính mến trong ngày vui mừng phúc của hai bên gia đình của chú rể cô dâu. Ở lúc này có đoàn đại biểu nhà trai đến từ quê hương của xã Giao Hà có đôi lời phát biểu tấm lễ xin dâu. Sau đây xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho nhà trai có đôi lời phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa hai họ, cháu Tuyển và cháu Niên là con ngoan trò giỏi của hai gia đình. Các cháu đã tìm hiểu xây dựng hạnh phúc bên nhau. Sự tìm hiểu của các cháu đã thực sự được chín mùi. Hôm nay hai gia đình và hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho họ nhà trai, cùng đoàn đại biểu của họ nhà trai tới họ nhà gái có tấm lễ cây trầu xin dâu. Mong các vị đại biểu cùng họ nhà gái chấp nhận và chuẩn bị đến giờ lên đường dẫn cháu về họ nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai đến từ quê hương của xã Giao Hà có tâm lễ tới họ nhà gái chúng tôi để xin dâu. Sau đây xin được kính mời vị đại biểu đại diện cho nhà gái có đôi lời phát biểu xin nhận lễ. Xin được kính mời vị đại biểu. Kính thưa các cô, các ông, các bà đại diện cho hai họ và kính thưa toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Vừa hôm nay và giờ phút này đại diện với họ nhà trai cũng đã có ý kiến và xin các cháu về tổ chức lễ kết hôn tại bên họ nhà trai. Giờ phút này thay mặt cho gia đình bên họ nhà gái cũng như là trong họ chúng tôi là xin hoàn toàn nhất trí để cho họ nhà trai sẽ tổ chức lễ kết hôn và quyết định thời gian dẫn dâu về để tổ chức lễ kết hôn cho hai cháu. Còn xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin dâu xin được kính mời hai mẹ, mẹ của chú rể, mẹ của cô dâu đâu rồi ạ? Mời hai mẹ trình diện lên đông quang của gia đình để đón nhận tấm lễ xin dâu của gia đình. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Xin được cảm ơn quý vị. Xin được kính mời mẹ sẽ đưa cây trầu này về rất mời đông quang của gia đình nhà gái. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây tôi không để các quý vị chờ lâu, mời chàng rể từ chú rể. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chàng rể rất đẹp trai phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, có thể quý vị muốn biết rằng tâm trạng của chú rể thế nào, đã thấy sốt ruột chưa? Sốt ruột rồi. Kính thưa quý vị, hiện nay thì cô dâu cũng đang sốt ruột chờ chú rể. Nhưng mà tôi nhắc thì trong này có hai buồng. Buồng nào có cô dâu bạn vào, còn buồng nào không có cô dâu dứt khoát không vào. Xin quý vị cho một tràng hoa tay thật là nhiều dành cho trang rể và đón nàng dâu. Vâng, xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Hôm nay đây là đôi ta như đôi chân dâu, còn đi trước còn cần cù theo sau. Mời chú rể cô dâu sẽ trình diện lên đàn cầu của gia đình. Sau đây xin được trân trọng kính mời các quý vị, chúng ta sẽ chứng kiến mẹ của chú rể, mẹ của cô dâu sẽ trình diện lên đàn quan cả gia đình để chú bày cùng các con. Xin được như vậy. Là một trang tác phẩm. Xin được trân trọng kính mời đến tất cả các quý vị có món quà tặng phẩm. Xin đây gặp ban tổ chức để giới thiệu tặng phẩm. Bây giờ ban tổ chức xin được kính chúc tất cả các quý vị thay cơ chế trên này trở về hoàn thành chay trên này đi được thương hộ bình an.
trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly dịp nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Trao cho nhau là lời hẹn ước thủy chung nhất, để người yêu nói với người yêu, để người đang yêu tâm sự với người bước vào tình yêu. Anh yêu em đâu phải vì những kim cương, mà chỉ cần trao cho em trước vòng thờ. Anh biết rồi bằng đâu đẹp lắm nhưng đầy kỷ niệm của yêu thương. Mặc ai ngả lối trên đường, lời thề còn đó vẫn luôn trong lòng. Một khi em đã nhận vòng thì anh sẽ nhận là chồng của em. Tiếp theo đây xin mời quý vị có thể sắp sang bên tay trái của tôi và góp rượu trong bài huyền đức để dâng lên kính mời đôi bên cha mẹ đã có cùng sinh thành cho hai con, và hai con đã lớn khôn đến tuổi trưởng thành. Và hôm nay hai em tôi yêu thương nhau xin chúc hai em sẽ rót rượu để dâng lên mời đôi bên cha mẹ uống rượu trong ngày vui hạnh phúc của hai con hôm nay. Tất cả các vị hiện nay đang hướng về sân khấu để cổ vũ cho ngày vui hạnh phúc của hôm nay, và hai em sẽ cùng tay chung tay rót rượu trong ngày cưới hôm nay. Vâng, xin kính mời một tràng tay nữa để cho cổ vũ cho em để rót rượu trong ngày cưới. Bởi vì rượu hồng thì đẹp bởi màu hồng, hai em tôi đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Lúc này rượu hồng chưa uống đã say, rượu tình chưa nhấp mà say suốt đời. Trong
rất hạnh phúc của hai em hôm nay hãy cùng chung một lòng yêu thương nhau và xây hạnh phúc. Với sự có mặt đông vui của quý vị cùng các bạn gần xa về dự, sự chứng kiến của khách xa gần, sự vui mừng của đôi bên bố mẹ. Vâng, giữ đi rồi đã được góp ra là khói bay đến báo hiệu tình yêu của hai em chúng tôi đã đến. Một tình yêu ca cao sơn và hạnh phúc với sự hiện diện của quý vị biểu, với nụ cười hớn hở trên môi và đang hướng về sân khấu chứng kiến ngày vui hạnh phúc của hai em chúng tôi. Đức Tuyển sẽ đến cùng thương nhân lời chúc tốt đẹp nhất và hai em sẽ khoác tay nhau để uống rượu trong ngày vui hạnh phúc. Xin mời đôi bên gia đình xôi ra sẽ được chúc phúc cho nhau và hãy cùng đi. Đôi bên gia đình sẽ cùng đi và có thể để khoác tay nhau là uống rượu trong ngày vui hạnh phúc. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay nữa để vui sự tình cảm vui mừng của chúng tôi ngày hôm nay cũng như đôi bên gia đình. Vâng, xin mời chúng tôi có thể sang bên tay phải để cắt bánh trong ngày cưới. Là đây là niềm vui và cùng chiếc ngọt sẽ bùi trong ngày vui hôm nay và hai em sẽ cùng tay chung tay cắt bánh cưới. Vâng, xin mời hai em cùng nhau xin hạnh phúc cùng nhau tay chung tay để cắt bánh cưới. Bởi vì bánh này bánh nghĩa bánh tình thủy chung son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra hương thơm ngào ngạt tỏa ra hôn trường. Xuân về thì lô nước yến anh, chị em sắm sửa bộ hành đón xuân, trăng yêu hò hẹn bao tuần, từ nay mai trúc mãi gần bên nhau, hát câu hát lý thương nhau, trăm năm rồi sẽ bắt đầu từ đây. Kính thưa quý ông bà cao niên kính mến, kính thưa các bác kênh các chị kính mến, cùng bà bạn nam nữ thanh niên thân mến và các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý. Hai em tôi yêu thương nhau, hẹn hò nhau, xây hạnh phúc và hai em tâm sự với nhau rằng mùa xuân này ta sẽ cưới nhau. Chương trình tổ chức đón mừng hạnh phúc của đứa bạn trẻ có chủ đề đám cưới mùa xuân. Đúng vậy, mỗi khi con én trao đào trên bầu trời xanh hớn hở, mỗi khi hoa mận tung tăng lở trắng cành, cây đào trước vườn nhà chút đi chiếc lá của mùa đông để hôm nay đâm chồi lấy lộc cùng non sông vồn vã bước vào xuân. Xuân sang là của đất trời, hay xuân chan chứa tình đời chứa chan, vui chung chát nước cung đàn, trăm năm mai trúc tiếp chàng đẹp duyên, để thủy chung giữ trọn lời nguyền, trai tài cùng gái thuyền khuyên má kề, lâng niu giữ trọn câu thề, ngày vui đến cưới ta này về đông vui. Xin quý vị một tràng pháo tay rất nồng nhiệt để mừng phúc của hôm nay. Vậy pháo tay là pháo của mọi người, pháo mừng hạnh phúc mừng đời nở hoa, thơm thơm khói thuốc hương trà, lời ca tiếng hát đậm đà giao duyên. Để bước vào chương trình ca nhạc mừng hạnh phúc của anh em trong đoàn ca nhạc sẽ gửi tới quý vị đại biểu mừng hạnh phúc cho đoàn bạn trẻ với ca khúc được mang tên Tùy Hứng Qua Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, xanh ngôi trai yêu, thuyền
mật lòng thiết tha, bằng rồi thuyền đến cùng ta, anh về thưa má thưa ba để làm lễ cưới đón hai ta qua cầu. Gia đình nay được thêm một con dâu thật là vui vẻ chẳng đâu có bằng, tươi nên tươi mãi như hoa, hát đến hát mãi khúc ca yêu đời, để hai em chung thủy một đời, lời ca tiếng hát trao đời mừng duyên. Tiếp theo chương trình văn nghệ, xin trân trọng kính mời dòng ca của anh Hạnh sẽ nên gửi tới lời ca tiếng hát. Xin mời dòng ca của anh Hạnh. Gặp đây ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy, cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tình trầu tình. Xin hát. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã gửi tới lời ca hát rất tình cảm và rất hay qua ca khúc mời chầu. Kính thưa quý vị, cùng cái bàn gần xa đốt về chầu xanh, chất cau trắng chay hồng, vui pha với nghĩa và thuốc lộc với duyên, với niềm vui luôn phấn khởi của quý vị. Cùng cái bàn gần xa đơn vị với gia đình rất đông vui, cùng gửi tới những lời ca, lời thơ, lời chúc tốt đẹp nhất đón mừng hạnh phúc của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Đúng vậy, ấm trà gói thuốc hôm nay, tỏ lòng đón khách mừng ngày tân hôn, vui nay được đón họ nhà trai cùng là họ gái đủ đầy đông vui, mừng ngày hạnh phúc thắm tươi. Họ gái phát biểu trao lời mừng duyên. Giờ này ban tổ chức xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho họ gái nên có lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai họ. Kính thưa các cụ, các bà đại diện cho họ nhà trai và toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Và trong quá trình lao động của công tác, hai cháu đã tìm hiểu và nhất trí hôm nay ngày lành tháng tốt, ta tổ chức lễ kết hôn cho hai cháu. Về phía gia đình nhà gái chúng tôi xin có được một câu chúc như thế này: chúc cho lòng mận nở hoa, chúc cho hai họ nhà ta vui mừng, chúc cho hai cháu tưng bừng, việc chung thì gánh nặng xin đừng chớ quên. Đó là ý kiến của chúng tôi bên đại diện bên họ nhà gái, và xin chúc hội hôn chúng ta một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của rất nhiều mấy người một mặt chân thành mà sao ấm áp mối tình đồng gia, thật là tình ý mặn mà. Mừng dâu mừng rể một nhà đẹp duyên, vì đại biểu đại diện cho nhà gái đã có lời phát biểu và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, cùng cái bàn gần xa, vì đại biểu và nhà gái đã mừng cho con cháu mấy đời, chúc cho hai cháu trọn đời yêu thương, chúc mai cầm sắt uyên ương, châu tần hai họ tình thương mận lòng, trăm năm xe sợi tơ hồng, đắp xây hạnh phúc vợ chồng yêu thương. Hai em phải kính ông bà cha mẹ tại đường, trọng nội ngoại yêu thương xóm làng, dâu hiền rể thảo vẻ vang, chọn ngày giờ tốt họ hàng đón dâu, nay chính quyền bạc đầu đăng ký, hai gia đình hoan hỉ mừng vui, dâu hiền rể thảo tới nuôi, con nhiều cháu chắc đông vui gia đình, duyên hạnh phúc thắm tình non phường, vườn tương lai thì thịnh vượng quế hoè,
sang năm con cái nở xòe, ông bà cha mẹ cười khoe chúc mừng, cả họ hàng tưng bừng phấn khởi, mừng hai cháu mong đợi bấy lâu, bách niên gia lão bạc đầu, đắp xây hạnh phúc sang giàu hiền vinh. Với lời phát biểu chân thành của gia đình Hòn Nhà Gái, ban tổ chức đáp lại bằng thơ để mừng hạnh phúc của hai em chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay trong niềm vui hân hoan phấn khởi, quý vị đại biểu đã về với gia đình rất đông vui. Giờ này ban tổ chức xin chân thành kính mời bà mẹ chồng nên trao quà mừng phúc cho hai con. Xin mời mẹ nên trao quà mừng phúc. Đã mong những ngày hai con xây hạnh phúc và dành món quà đầy tình cảm trao tặng cho hai con hôm nay. Oh,
sự nhiệt tình có rất nhiều đã gửi tới lời ca tiếng hát rất tình cảm và rất hay, và quý vị đại biểu đã cổ vũ một tràng pháo tay chúc mừng. Và sau đây để trở lại với những lời ca tiếng hát để mừng hạnh phúc của em nay, một chương trình văn nghệ của họ trai cũng rất hăng hái, nhưng văn nghệ họ gái chẳng kém gì đâu. Nay là hồi hộp một chút, cho nên nếu ngoài khác thì hát hay hơn. Cảm ơn em rất nhiều đã dành thời gian tình cảm gửi tới những ca khúc rất vui để chúc mừng hạnh phúc cho anh chị hôm nay. Thì quý vị cùng các bạn gần xa và sông kia đã bắt nhịp cầu để cho đôi nứa yêu nhau trọn đời, cầu cao in bóng trăng soi và tình ta trăng nước đầy vơi vấn tình. Giờ này quý vị đi biểu đã về với gia đình rất đông vui, gia đình họ nhà trai chẳng biết lấy gì đa tạ. Quý khách gần xa sẽ có đôi lời phát biểu nôm na thật lòng. Ở quê ta đang bận với việc đồng, nhưng họ hàng bè bạn vẫn về đông đủ đầy. Để đáp lại với sự nhiệt tình đó, ban tổ chức xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai nên có lời phát biểu và đôi lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thứ hai họ, cháu Tuyển và cháu Niên là con ngoan trò giỏi của hai gia đình. Các cháu đã tâm đầu ý hợp, quen nhau và hò hẹn kết duyên cùng nhau. Qua sự tìm hiểu của các cháu đã được chín mùi, các cháu đã bày tỏ nguyện vọng của các cháu đối với đôi bên gia đình. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai họ cùng hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đại diện cho họ nhà trai không biết nói gì hơn hết, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như bạn bè thanh niên nam nữ gần xa của hai cháu đã về hôn trường chung vui mừng hạnh phúc cho hai cháu. Trước khi ngừng lời, xin kính chúc các vị đại biểu cùng hai họ mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn sự nhiệt tình gồm rất nhiều lời chào bác thật là quý báu, cùng căn dặn hai cháu hôm nay vợ chồng hòa thuận vui thay và sinh sôi cuộc sống tới ngày bách niên. Đúng vậy, đón dâu về họ trai họ gái cũng đều phấn khởi, vui chén nước trà được khói thuốc thơm. Hai em đã cầm giấy chứng nhận kết hôn, ơn hai bên cha mẹ sớm hôm sinh thành, trồng cây cây đủ lá cành để dâu nên con gái dễ thành con trai. Nói đến đây, ban tổ chức không khuyên xin kính chúc đôi vợ chồng trẻ mạnh khỏe suốt đời, trong lúc vợ tuyệt vời lại yêu chồng hết ý. Đầu năm sinh cháu bé thuộc vào hệ ca ca, đứa thứ hai như hoa thuộc vào hệ cách cách, lêu tấm gương điển hình gia đình văn hóa mới. Sau vài chục năm tới, các cháu sẽ trưởng thành, cháu nào cũng thành danh là giáo sư tiến sĩ, vạn sự được như ý, lại tấn lộc tấn tài. Thỉnh thoảng cháu ra nước ngoài sẽ
có quà biếu hai họ, hay em nhớ biếu người dẫn chương trình đã chúc vợ chồng mình trong ngày vui hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cùng các bạn gần xa, cuộc vui còn có hẹn hò, ngày vui đám cưới bao giờ mới thôi. Họ hàng đâu đấy đều vui về dự văn nghệ của ngày tân hôn. Chúc cho dâu rể tương lai sang năm lại có cầu con trai bế bồng, đẹp ý vợ thỏa lòng chồng, hồi hôn kết thúc cho vừa thời gian. Ngày vui nay đến tưng bừng, chương trình tổ chức sẽ được tạm dừng tại đây. Xin mời bà mẹ ra nhận bàn giao, đón người dâu mới bước vào phòng luôn. Xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, các bậc cha bác, các chị các bạn đã về dự ngày vui hạnh phúc của hôm nay thành công và tốt đẹp. Bây giờ mẹ đang tiếp khách ở đâu? Xin mời mẹ ra đón con dâu vào buồng. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương? Đừng ngại chi vì từ bấy lâu